Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu nên mặc màu gì để một năm phát tài phát lộc và mùng 1 Tết kiêng gì để tránh xui xẻo, hút tài lộc cho cả năm. Bạn đã biết mùng 1 Tết mặc màu gì để phát tài, phát lộc, gặp nhiều may mắn chưa? Nếu chưa thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay qua bài viết này nhé. Mùng 1 Tết là ngày đầu năm mới, việc chọn lựa trang phục có màu sắc hợp phong thủy cũng là điều mà nhiều người quan tâm. Chính vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng bạn tìm hiểu mùng 1 Tết thì nên mặc màu gì để cả năm may mắn nhé. Mùng 1 Tết nên mặc màu gì để cả năm may mắn? 1. Màu đỏ. Màu đỏ luôn là sắc màu nổi bật nhất, thường thấy vào những ngày lễ Tết, bởi màu đỏ tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự vui vẻ. Do đó, khi ngày mùng 1 Tết mà bạn mặc trang phục có màu đỏ sẽ mang lại nhiều điều tốt lành, vạn sự như ý và may mắn. 2. Màu vàng. Bên cạnh màu đỏ thì màu vàng cũng rất dễ bắt gặp vào ngày Tết. Màu vàng tượng trưng cho sự tiền tài, giàu có và sự sung túc, khi mặc quần áo màu vàng sẽ toát lên sự sang trọng, nổi bật cho bạn một năm hứa hẹn đủ đầy về làm ăn phát đạt. 3. Màu xanh lam. Màu xanh lam thể hiện sự lịch lãm nhưng không kém phần sang trọng. Mặc những trang phục có màu sắc này sẽ tạo được thiện cảm, chú ý của nhiều người, mang lại một năm nhiều điều mới mẻ, triển vọng tốt. Mùng 1 Tết kiêng gì để tránh xui xẻo, hút tài lộc cho cả năm? Theo quan niệm của người xưa để lại, ngày đầu năm mới, để rước lộc vào nhà và mang lại nhiều điều may mắn, một năm hanh thông, thuận lợi thì các gia đình nhất định phải kiêng kỵ những điều không tốt. Nếu chưa rõ hãy tham khảo ngay bài viết sau đây để biết mùng 1 Tết kiêng gì để tránh xui xẻo. 1. Không nên quét nhà, hót rác. Đây là việc đại kỵ trong ngày Tết. Theo quan niệm dân gian, việc quét nhà trong ngày Tết sẽ quét đi theo cả lộc xuân, gia đình sẽ bị xui xẻo. 2. Kiêng cho lửa. Ngày mùng 1 Tết người ta rất kỵ người khác đến xin lửa nhà mình. Vì quan niệm lửa là đỏ là may mắn. Cho người khác cái đỏ trong ngày mùng 1 Tết thì cả năm đó trong nhà sẽ gặp nhiều điều không may mắn như làm ăn thua lỗ, trong nhà lủng củng, ra đường hay gặp tai bay vạ gió. 3. Người có tang không nên xông nhà. Xuất phát từ phong tục xông nhà, xông đất đầu năm, người đầu tiên bước vào nhà ai trong ngày mùng 1 Tết chính là người quyết định đem lại sự may mắn hoặc xui xẻo cho gia đình ấy trong cả năm. Vì vậy, những người nặng vía, không hợp tuổi với gia chủ đừng nên đến xông nhà ngày đầu năm. Người có tang không nên xông đất nhà người khác để tránh xui xẻo. 4. Kiêng làm vỡ bát, đĩa trong ngày Tết. Ông bà ta quan niệm, tự vỡ, bể là những từ tạo nên sự chia cắt, đứt lìa trong gia đình. Vì thế, trong ngày này không được đánh vỡ bát đĩa, ấm chén, cãi nhau, chửi nhau, kiêng những điều không vui xảy ra với gia đình. 5. Không mặc quần áo màu đen, trắng. Với người Việt Nam, màu đen trắng tượng trưng cho sự tang tóc, nên vào ngày Tết thường tránh mặc quần áo nhiều màu đen hoặc trắng. Những ngày Tết, mọi người thường mặc quần áo nhiều màu sắc, tươi trẻ để mong muốn một năm mới may mắn, vui vẻ. 6. Kiêng không giặt giũ vào mùng 1 và 2 Tết. Vì ngày sinh của thần Thủy là ngày 1, 2 tháng Giêng âm lịch, do đó nên tránh giặt quần áo trong hai ngày này để phòng xui xẻo. 7. Kiêng ngồi hoặc đứng trước cửa. Việc đứng hay ngồi án ngữ trước cửa chính trong dịp năm mới không chỉ vô duyên, mà còn được coi là hành động gây phương hại đến vượng khí gia đình. Luồng khí tốt lành của năm mới trên đường vào nhà sẽ bị chặn lại, hao tán đi, khiến gia đình đó không được may mắn, thành công, hạnh phúc. 8. Kiêng mở tủ. Một số gia đình kiêng mở tủ vào ngày mồng 1 Tết do tin rằng, mở tủ lấy tài sản tức là tống tiễn, tài lộc ra khỏi nhà. Dù là loại tủ gì, kể cả tủ quần áo, cũng không nên mở vào ngày mùng 1 Tết, bởi việc này sẽ làm thất thoát tiền tài và vận may suốt cả năm. 9. Kiêng xõa tóc. Một số gia đình gốc Hoa ở vùng quê Việt Nam thường kỵ việc xõa tóc của các thiếu nữ. Họ cho rằng tóc xõa rũ rượi gợi lên liên tưởng đến những hình ảnh ma quái, cõi âm. Vì vậy, tốt nhất vào những ngày này, phụ nữ nên chọn các kiểu tóc buộc Tết kẹp gọn gàng khi ra đường. 10. Kiêng quên khăn tay ở nhà người khác. Người xưa cho rằng việc để quên khăn tay ở nhà người khác trong ngày Tết cũng giống như bạn bỏ lại sự xui xẻo, khó khăn cho người ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi về mặc màu gì để một năm phát tài phát lộc và mùng 1 Tết kiêng gì để tránh xui xẻo, hút tài lộc cho cả năm. Hy vọng rằng thông tin chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn có một năm mới phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like và chia sẻ nó với bạn bè và người thân của bạn. Hãy đăng ký kênh nếu bạn chưa làm điều đó để cập nhật những thông tin hữu ích từ chúng tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Chúc các bạn một ngày tốt lành.